làm đi, làm đại đi, cũng có cái gọi là thất bại. Hay cứ yêu đi, cũng có cái gọi là đau khổ. Chứ còn hơn là cuộc sống bị nhạt tới mức không có gì hết trơn để người ta nói. Không, cái đó mình sẽ rất là tiếc đó Long. Mình nghĩ là có nhiều thời điểm mình tiếc ghê, mình không quậy hơn hay là mình không làm một cái gì đó đột phá để bây giờ mình có những cái kỷ niệm để mình nói về. Đôi khi á, có những cái biến cố hay là những cái khó khăn đến với mình, nhưng đôi khi nó lại là những cái mà nó giúp cho mình tốt hơn. Người ta nghĩ gì về mình, người ta đánh giá như thế nào về mình, nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng đấy là bản thân mình là ai, mình có gì, mình muốn trở thành ai, mình như thế nào. Ở trong quyển sách Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo viết rằng khi bạn thất bại, điều đầu tiên bạn cần làm để khắc phục thất bại chính là thừa nhận và chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại. Khi bạn thực sự chấp nhận sự thật ấy, tâm trí bạn sẽ thanh thản hơn và bạn sẽ nhìn thấy được việc mình phải làm tiếp theo. Mình đã có những ngày rất buồn, mình nằm từ ngày này qua ngày khác, mình cứ mặc kệ cho thời gian trôi. Nhân vật chính trong câu chuyện của những người khác, mình là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của chính mình. Nếu mà người khác không thích mình ấy, thì đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Mình đâu thể thay đổi những suy nghĩ trong đầu họ được. Mình cứ sống tốt, làm những điều mà mình cho là tốt. Và nếu mà theo một hướng tích cực nào đó mà họ thấy mình thay đổi và họ thích con người mới của mình, thì ok, coi như là mình đã chinh phục thành công một anti, đúng không nào? Điều này rất là thành tựu luôn á. Còn nếu mà mình đã tốt hơn rồi mà họ vẫn không thích mình ấy, thì dù mình làm bất cứ điều gì họ cũng không thích mình thôi à. Y như lời người ta nói, nhận sắc là drama queen. Đừng quên em đầy người soi mói, nhìn cái đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống, thì mình đang cứ về thoát đi. Rồi mà em anh không cần thấy gì. Đừng tự dằn vặt mình từ những lỗi sai đã cũ. Hãy tiến về phía trước dù chỉ là nửa bước. Y như lời người ta nói, không sai, nhận sắc là drama queen. Đừng quên em đây người soi mói, nhìn cái đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống, thì mình đang cứ về thoát đi. Rồi mà em anh không cần thấy gì. Ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Khi bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng. Thay đổi bản thân, bạn mới có sự tự tin, dám ước mơ mới mong có ngày nó trở thành hiện thực. Sự lười biếng có thể hủy hoại một con người, nhưng sự cần cù sẽ thúc đẩy một con người trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đừng vì người khác, hãy là một người mà đến cả bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Y như lời người ta nói, không sai, nhận sắc là drama queen. Đừng quên em đây người soi mói, nhìn cái đôi mi cong. Anh cần một người đi sống sống, thì mình đang cứ về thoát đi. Rồi mà em anh không cần thấy gì.